Vâng, chào mừng các bác đã đến với kênh Tuấn Vũ Audio Kinh Giang. Thì hôm nay em lại tiếp tục có những mặt hàng để Nhật, để Mỹ. Và em cần thanh lý một con CD. Đây, một đầu CD này các bác này, rất là đẹp. Nhưng mà em mang từ Cam về thì nó lại không nhận đĩa các bác ạ. Đấy, model của nó là DCD1610. Đấy. Thì em sẽ đi đến từng con cho các bác xem nhé. Đầu tiên là một con đẩy Ramsa. Đây là một con đẩy khủng của hãng Ramsa đây. Model của nó là QB9201. Đấy. Con đẩy này 2 cân quá nha. Đây vô lông của nó đây. Đây 2 vô lông thì tổng thể mặt trước con này còn rất là đẹp quá ạ. Đấy. Mới, rất là mới nha. Đây và đây là kênh YouTube của em Tuấn Vũ Audio Kinh Giang. Các bác nhớ đăng ký kênh giúp em nha để mà cập nhật những mặt hàng em sắp về đấy. Và số điện thoại của em đây 0981384842. Rồi em sẽ đi tới cái con đẩy này nha. Con đẩy này thì mặt lưng hơi bị xước một tí này, nhưng mà đây là chỉ mặt lưng thôi, còn phần mặt trước thì còn rất đẹp. Đây, về phần nội thất thì em cam đoan với các bác là zin tuyệt đối và đẹp xuất sắc luôn. Đây, nội thất của nó này cực kỳ đẹp luôn này, 7 màu luôn. Đây một cái nguồn rất là to và hai cái tụ bằng lon bia các bác ạ. Các bác xem này, to như lon bia vậy. Cực kỳ to luôn. Đấy. Thì con này nó được chạy 16 sò Senken 2 vít. Đây sò Senken này các bác ạ. Đấy, 16 sò như vậy nhá, 16 sò Senken 2 vít này. Đấy, công suất của nó là 1100W. Công suất là cực kỳ khỏe quá này. Đấy, còn mới tinh nhá, ruột gan là mới tinh luôn. Ở trên đây là 4 sò này các bác này, và ở phần dưới nữa nhá. Ở phần dưới nó là 4 sò nữa. Đấy. Mỗi bên như vậy là 8 sò. Đấy, bên này là 8 sò, tổng cộng là 16 sò. Cực kỳ khỏe luôn. Dành cho các bác nào đánh loa lớn, loa công suất lớn đấy. Đây là phía sau con đẩy nó cũng cực kỳ đẹp nè các bác này. Đấy, đây là đường ra loa đây. Đây các bác vô đường canon hoặc là 6 ly nhá. Đây này. Đường vô của nó có 3 cổng luôn này. Đây là jack CT mono, đây là jack ôm đấy, 4 ôm, 8 ôm đây nè. Đấy, rất là khỏe con đẩy này quá ạ. Và rất là đẹp. Chỉ có cái mặt cái này của nó này, cái này là mặt lưng của nó đấy thôi. Bị xước xước này, các bác xịt tí sơn đẹp ngay. Đấy, còn bên trong nội thất và cái mặt mũi của nó còn đẹp cực kỳ. Để dành cho các bác nào mà đánh hai đôi loa bắt 30 hàng Nhật nhá. Hoặc là một đôi bắt 25 hoặc là một đôi bắt 30. Đấy. Có thể đánh được cùng lúc hai đôi bắt 30 hàng Nhật luôn, hàng 7 Nhật các bác nhá. Này rất là khỏe. Rồi em sẽ xin báo giá cho con đẩy này là 6 triệu nhá. Đây, con đẩy Ramsa này đây, 6 triệu đồng. 16 sò Senken 2 vít. Và tiếp theo là đây là một con đẩy Mỹ xuất Nhật. Đây, đẩy Mỹ xuất qua thị trường Nhật các bác nhá. Đây cũng là đẩy Mỹ luôn. Các bác xem model của nó đây. BC8000DT. Đấy. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Con đẩy này cực kỳ đẳng cấp luôn. Chất âm hay cực kỳ luôn. Đây các bác xem nội thất của nó đây. Hai nguồn lớn hai bên nhá. Tụ thì quá trời luôn, 10 con tụ. Đây, các bác nhìn nội thất là hàng Mỹ rất là đẹp ạ. Quạt rất là to các bác ơi. Con này nó được chạy 16 sò than. Phía dưới coi nhá, phía dưới này này, đây một, đây là 4 con này. Và bên đây là 4 con. Và bên trong này 4 con này các bác này. Đó, nó tới hai lớp lận. Bên trong này cũng 4 con luôn. Đó, tổng cộng là 16 sò than, loại lớn các bác nhá. Đó, vĩ mặt nè, rất đẹp. Đó, thì con đẩy này thì em cũng báo các bác là các bác ở Sài Gòn nhận rồi và em đã chốt rồi nhá. Em quay cho các bác tham khảo thôi, cực kỳ đẹp luôn. Còn bác nào mà thích thì nhận em để em lấy về cho. Đây, con đẩy này rất là gấu. Con đẩy này nó phải nặng trên 20 cân. Đấy, cực kỳ nặng luôn. B là còng lung luôn các bác ạ. Đây, con này thì công suất của nó là 900W. Đây, em quay cho các bác tham khảo nha. Các bác nào thích thì đặt em nhập về cho. Có hàng em sẽ gọi ngay. Đây, 900W cho con đẩy này. Con này đẩy này bán rồi nha. Đây là con CD. Đây là con
đờ nông. Này con này em đọc model cho các bác rồi. Thì con này tình trạng này em lấy từ bên Cam về, nó lại không nhận đĩa các bác ạ. Vẫn lên bình thường nhá. Đây em sẽ mở lên cho các bác xem này. Đấy, vẫn lên số này. Và có tín hiệu. Mà CD không nhận thôi. Đây em thanh lý cho các bác nhá. Giá thì em sẽ nói sau, em sẽ quay hết toàn bộ cả ruột gan luôn cho các bác xem trước đã, rồi giá em sẽ báo sau. Tổng thể thì còn rất đẹp, phải nói là đẹp 95% luôn, rất là đẹp con CD này. Rồi em sẽ mở nội thất em cho các bác xem nhá. Em tắt đi này. Đây, rất là buồn các bác ạ, rất là buồn vì nhập con CD này về thì nó bị hư. Nếu mà thanh lý thì chắc chắn là phải lỗ rồi, tại vì dòng CD mà. CD thì em chứ em là không có thợ sửa được. Nên em thanh lý cho các bác nào mà ở Sài Gòn hoặc là ngoài Bắc đấy, có linh kiện gần bên Trung Quốc này, thì nhập linh kiện về sửa các bác nhé, thay thế. Còn trong em thì bó tay rồi, em cũng không biết cái nguồn nhập ở đâu linh kiện nữa. Đây này, đây là toàn bộ nội thất của con CD đời ông này. Con này rất là gấu các bác ạ. Nói chung là cũng chưa thẳng thuộc dạng khủng đâu, nhưng mà đối với em thì con này rất là gấu rồi. Con này nó nặng 10,5 kg đấy, nó nặng trên 10 kg đấy. CD mà trên 10 kg này các bác biết nó thuộc dạng hay rồi. Đây các bác xem nhá, em lấy từ Cam về là còn nguyên si này, về cắm lên điện và test CD không chạy, không nhận là thôi em bó tay, em thanh lý luôn. Đây cái giá em thanh lý là 1,5 triệu nhá. Đấy, 1,5 triệu cho con CD này. Đấy, bác nào mà quan tâm thì liên hệ cho em nhá. CD là nông, quá trên mặt của nó rất là đẹp luôn. Đây phía sau đây các bác ạ, đây phía sau đây Columbia. Đấy, đờ nông mắc in Japan. Rồi 1,5 triệu cho con CD này các bác nhé, thanh lý nhé. Ở bác nào mà quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại 0981 384842. Rồi em sẽ ship hoàn toàn quốc ạ. Rồi em xin kính chào các bác.